Chinsu bây giờ đã ra mắt cả sa tế tôm luôn rồi quý vị ơi. Nhắc đến sa tế là nghĩ đến lẩu, mà nhắc đến sa tế tôm là nghĩ ngay đến lẩu gì ạ? Lẩu Thái có bắt nguồn từ Thái Lan hay không thì không ai quan tâm, chỉ biết là từ rất lâu rồi nó đã trở thành một hương vị lẩu quốc dân mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng đã từng ăn và vẫn sẽ ăn, vì cái vị chua cay kích thích vị giác đặc trưng và cái hương thơm hấp dẫn tỏa ra từ những nguyên liệu bên trong. Ngày xưa nhìn bố mẹ chuẩn bị một nồi lẩu Thái cho cả nhà nó kỳ công lắm. Nhìn hai cụ thân sinh chuẩn bị từng thứ một, nêm nếm từng chút một mà trong bụng tôi nó cồn cào hết cả lên, chỉ chờ đến lúc được ăn thôi. Chứ còn tầm này mà bạn mong chờ tôi sẽ kỳ công như hai cụ thì đúng là một sự thất vọng đã được báo trước. Bây giờ chúng ta không làm thế, chúng ta cần gia vị có sẵn. Ví dụ như là cha Chinsu sa tế tôm này chẳng hạn, gia vị có sẵn nhưng mà không có nghĩa là nó không thơm, không có nghĩa là nó không ngon và cũng không có nghĩa là nó không dậy hương vị. Chỉ cần chuẩn bị đơn giản nhẹ nhàng một vài nguyên liệu quan trọng thôi như là cà chua, dứa, hành tím, xả. Còn lại thì cứ để cho Chinsu sa tế tôm lo hết. Chỉ cần 3 muỗng thôi là cả nồi lẩu bùng vị. Có nồi nước lẩu rồi thì giờ phải có topping đúng không? Mà đã là ăn lẩu thì cứ thoải mái tẹt ga thôi anh em. Thích ăn ba chỉ bò, thả ba chỉ bò. Thích ăn hải sản, thả ngao thả tôm vào luôn cho nó ngọt giọng. Thích viên viên cuốn hút, có ngay bịch viên thả lẩu, thích gì thả nấy luôn. Nêm nếm thì một chút và thế là chỉ cần 15 phút thôi là chúng ta đã có một nồi lẩu Thái vô cùng hấp dẫn, ready to be thưởng thức rồi. Ôi, lúc đầu mới ngửi cái lọ sa tế thôi là đã thấy dậy mùi rồi. Giờ cho vào cái nồi nước lẩu phát là thấy bùng vị dậy hương ngay lập tức, vị cay tê của ớt xào ấy, mùi thơm của tôm nõn, của xả, của riêng, mà nồi nước của nó lên màu rất là đẹp mắt, khiến cả nồi lẩu trở nên hấp dẫn vô cùng. Chưa hết, đỉnh cao của sự tiện lợi nó chính là việc pha nước chấm topping nó cũng bằng sa tế luôn. Mỗi người thì cứ một thìa sa tế thôi, thêm ít muối, ít tỏi, ít tiêu tùy theo sở thích, và quan trọng là chan thêm một ít nước lẩu vô là đã có ngay một bát nước chấm topping lẩu thần thánh rồi. Hoặc anh em nào mà thuộc tiếp người tối giản thì cứ tương ớt Chinsu mà pha thôi. Cứ thế thôi là có một nồi lẩu Thái thơm ngon cuốn hút vô cùng rồi.